Vào ngày 27 tháng 12 năm 1991, tại sân bay Arlanda ở Stockholm, Đan Mạch, chuyến bay mang số hiệu SK-751 của hãng hàng không Scandinavian Airlines đang chuẩn bị cất cánh. Theo lịch trình, chuyến bay này sẽ có tổng cộng 3 điểm dừng chân lần lượt là sân bay Copenhagen, Đan Mạch, sân bay Tobin-Warsaw, Ba Lan. Sau đó sẽ quay lại sân bay Copenhagen, trước khi bay đến điểm đích cuối cùng là sân bay Josep Tarradellas, Barcelona, Tây Ban Nha. Trên máy bay có tổng cộng 123 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Chiếc phi cơ được sử dụng trong chuyến bay này thuộc dòng McDonnell Douglas MD-81 với mã đăng ký là OIKHO. Nó đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 16 tháng 3 năm 1991, tức là vào thời điểm chuyến bay này diễn ra, OIKHO chỉ mới hoạt động được 9 tháng. Điều khiển trong buồng lái ngày hôm nay là cơ trưởng người Đan Mạch Stefan G. Rasmussen, 44 tuổi. Ông được đánh giá là một phi công rất dày dặn kinh nghiệm với 18 năm bay và tổng cộng thời gian bay lên tới 13.000 giờ. Ngồi bên ghế phụ là cơ phó người Thụy Điển Ulf Sidermark, 34 tuổi. Anh đã tích lũy được 3.000 giờ kinh nghiệm bay. Một điều đặc biệt cho các chuyến bay do cơ trưởng điều khiển đó là ông ta luôn mở cửa buồng lái trong suốt chuyến bay. Mặc dù trong thời đại đó, các vụ bắt cóc máy bay xảy ra rất thường xuyên. Tại sân bay Arlanda ở Stockholm, do thời tiết mưa tuyết trong đêm hôm trước, vỏ máy bay đã bị phủ một lớp băng tuyết rất dày. Trước khi cất cánh, nhân viên sân bay đã phải thực hiện công tác đẩy băng. Với mục tiêu đảm bảo an toàn, cơ trưởng đã yêu cầu thực hiện hai lần công việc này. Vào lúc 8 giờ 45 sáng, chuyến bay SK-751 cuối cùng đã nhận được sự cho phép cất cánh từ điều khiển không lưu. Phi công bắt đầu tăng tốc trên đường băng số 8 để cất cánh. Mặc dù thời tiết khá xấu đã khiến chuyến bay khởi hành muộn hơn dự kiến trong thời gian, nhưng quá trình chạy đà cất cánh vẫn diễn ra suôn sẻ. Đột nhiên động cơ phát ra những âm thanh nổ liên tiếp và kèm theo một cảm giác rung mạnh. Stefan, có vẻ như động cơ bên phải đang gặp sự cố. Với kinh nghiệm phong phú của mình, cơ trưởng đã ngay lập tức kéo cần ga về phía sau với ý định giảm công suất của động cơ để hạn chế các thiệt hại. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ sau vài giây ngắn ngủi, tốc độ của động cơ đã đột ngột tăng lên mức tối đa mà không có ai đẩy cần ga. Cơ trưởng ngay lập tức xem xét các chỉ số trên bảng điều khiển máy bay, cố gắng tìm ra vấn đề gây ra sự cố. Nhưng tất cả dữ liệu đều ổn định và không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường. Đối với cơ trưởng, ông chưa bao giờ gặp phải sự cố nào như thế này. Trong lúc hai phi công đang cố gắng khắc phục sự cố, thì một luồng khói màu trắng bắt đầu bốc lên từ dưới ghế hành khách. Khi máy bay leo lên độ cao 975m, một sự cố nguy hiểm hơn đã xảy ra. Động cơ bên phải của máy bay đã ngừng hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, chỉ một vài giây sau đó, động cơ bên trái cũng tắt máy. Không ổn rồi, chúng ta đã mất cả hai động cơ. Chiếc máy bay nặng hàng chục tấn, phút chốc đã biến thành một chiếc tàu lượn khổng lồ. 122 hành khách trong khoang máy bay vẫn chưa nhận ra những gì mà mình đang phải đối mặt. Vậy, liệu chuyến bay SK-751 bị mất lực đẩy có thể hạ cánh an toàn hay không? Cơ trưởng đã quyết định thử khởi động lại động cơ, nhưng vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn vào thời điểm đó. Động cơ bên trái máy bay bắt đầu bốc cháy. Nếu không xử lý đúng cách, đám cháy trong động cơ sẽ nhanh chóng lan rộng vào toàn bộ thân máy bay. Khi đó, mọi thứ sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, nếu chọn khởi động lại hệ thống chữa cháy, đồng nghĩa với việc động cơ sẽ không thể khởi động lại mãi mãi. Sau khi cân nhắc mặt lợi và hại, phi hành đoàn cuối cùng đã quyết định tiến hành chữa cháy. Lúc này, Per Homburg, một phi công tình cờ có mặt trên chuyến bay này với tư cách là một hành khách, đã nhận thấy điều bất thường. Ông ta đã tiến vào khoang lái để trợ giúp phi hành đoàn. Chuyến bay SK-751 đang tiếp tục rơi tự do khi nó đạt độ cao 365m mỗi phút. Cơ phó đã ngay lập tức liên lạc với tháp điều khiển không lưu, yêu cầu quay trở lại sân bay. Tuy nhiên, trước khi cơ phó nói xong, sóng liên lạc đã bị gián đoạn đột ngột do mất điện. Chúng tôi là SK-751, chúng tôi gặp sự cố, làm thế nào để có thể giúp? Per Homburg đã giúp phi hành đoàn kích hoạt hệ thống hỗ trợ nguồn điện dự phòng và máy bay đã phục hồi một phần nguồn điện. Trên sóng radio, điều khiển không lưu hy vọng chuyến bay số SK-751 quay trở lại sân bay. Nhưng để làm được điều đó, phi hành đoàn phải thực hiện một cú quay đầu 180 độ. Nhưng với độ cao và tốc độ hiện tại, điều đó là không khả thi. Phương pháp tối ưu hiện tại là giữ nguyên hướng bay và ổn định tư thế bay của máy bay.
khi máy bay giảm độ cao xuống khoảng 420m, phi công Bo Homburg đã giúp đỡ phi hành đoàn mở cánh phụ. Lúc này, tốc độ của máy bay là 222 km/h, chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp trên mặt đất. Tình huống khẩn cấp trên mặt đất, hạ thấp, hạ thấp! Trong khi đó, cơ trưởng cũng phải nghiên cứu xem chiếc máy bay sẽ rơi xuống đâu. Sau khi quan sát, phi công hy vọng chiếc máy bay sẽ hạ cánh trên biển Baltic đang đóng băng. Tuy nhiên, với động lực hiện tại, máy bay có vẻ sẽ không thể bay tới đó được. Chuyến bay SK-751 đang ngày càng gần mặt đất. Khi độ cao còn khoảng 152m, cơ trưởng đã kéo đầu máy bay lên để giảm tốc độ. Ông hy vọng rằng với tư thế này sẽ giảm lực tác động trong quá trình hạ cánh khẩn cấp. Sau khi cơ phó hạ càng đáp phía sau máy bay, SK-751 đã vượt qua một đỉnh cây thông. Cơ trưởng đã nhìn thấy một khu đất trống. Cuối cùng, chiếc máy bay đã bị chia thành 3 phần khi chạm đất. May mắn thay, tất cả 129 người trên máy bay đều sống sót, nhưng có tới 92 người bị thương. Sau vụ tai nạn, Ủy ban điều tra tai nạn Thụy Điển đã ngay lập tức tiến hành điều tra. Họ rất muốn biết nguyên nhân thực sự gây ra vụ tai nạn này. Làm thế nào một chiếc máy bay mới được đưa vào hoạt động cách đây chưa lâu lại bị hư cả hai động cơ? Động cơ trên chiếc MD-81 của hãng Pratt & Whitney GT8D sản xuất đã được đưa đến nhà máy sửa chữa của hãng hàng không Bắc Âu. Sau một cuộc điều tra và nghiên cứu tỉ mỉ, các chuyên gia cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân hư hỏng cho động cơ. Chiếc máy bay MD-81 đã đỗ tại sân bay qua đêm và trên mặt của cánh đã bị đóng băng. Chất tẩy băng được nhân viên sân bay sử dụng đã không thể làm sạch hoàn toàn mặt băng trên cánh. Khi máy bay cất cánh, mặt cánh sẽ bị uốn cong do trọng lực của máy bay. Lúc này, băng ở trên mặt cánh sẽ rơi ra, vì vị trí của động cơ trên loại máy bay này nằm ở phía sau của cánh. Chính vì thế, những mảnh băng rơi xuống đã bị hút vào động cơ, gây ra hư hại các lá quạt phía trước. Điều này đã gây ra hiện tượng rung giật. Động cơ của máy bay phản lực cần luồng khí ổn định để hoạt động bình thường. Cánh quạt phía trước sẽ liên tục đưa khí nén vào động cơ. Khi luồng không khí không ổn định, nhiên liệu ở phía sau động cơ sẽ bị cháy quá mạnh và phun về phía trước. Hiện tượng rung giật mạnh đã gây ra hư hại nhanh chóng cho cả hai động cơ. Nguyên nhân gây hư hỏng động cơ đã được tìm ra, nhưng vẫn còn một số vấn đề khác cần phải tìm ra. Cuộc điều tra vẫn chưa dừng lại. Khi máy bay gặp phải hiện tượng rung giật, cơ trưởng cũng đã biết phải làm gì. Ông đã giảm công suất động cơ. Tuy nhiên, điều làm các điều tra khó hiểu là tại sao động cơ lại có hiện tượng tăng tốc bất thường. Nhờ dữ liệu từ hộp đen, các điều tra viên phát hiện rằng sau khi chuyến bay SK-751 vừa cất cánh, động cơ đã trải qua một hiện tượng rung lắc. Cơ trưởng đã giảm công suất động cơ. Tuy nhiên, hệ thống máy tính lúc này được lập trình ở chế độ tăng độ cao, cùng với việc một số động cơ bị hư hại đã dẫn đến tình trạng lực đẩy không đối xứng. Lúc này, hệ thống khôi phục động lực tự động của chiếc máy bay đã hiểu sai vấn đề. Thay vì hoạt động đúng như dự kiến, nó đã không những khôi phục động cơ mà còn tăng công suất động cơ vượt quá giới hạn. Điều này đã gây ra hiện tượng tăng tốc không kiểm soát và hư hỏng cả hai động cơ. Hệ thống tự động khôi phục động lực có tên gọi là Automatic Thrust Restoration System. Đây là một tính năng an toàn mới được thêm vào trong khoảng thời gian gần đây. Nguyên lý hoạt động của nó là khi chiếc phi cơ đang trong giai đoạn tăng độ cao, hệ thống sẽ tự động tăng động lực. Theo lời của các chuyên viên liên quan, hệ thống này được phát triển sau khi Cục Hàng không Liên bang phát hiện ra một số phi công đã điều chỉnh công suất quá mức trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh. Mục đích của việc này là làm giảm tiếng ồn trong khu vực dân cư địa phương và ngăn chặn các hành động nguy hiểm của phi công, chẳng hạn đưa động cơ vào trạng thái quá tải. Ngày 20 tháng 10 năm 1993, Ủy ban điều tra vụ tai nạn của Thụy Điển đã công bố báo cáo điều tra cuối cùng. Nguyên nhân của sự việc là do các nhân viên của sân bay Scandinavian Airlines đã không thực hiện phương pháp tẩy đá cẩn thận. Bên cạnh đó, nhà sản xuất máy bay đã lén lút lắp thêm hệ thống tự động khôi phục động lực mà không thông báo cho hãng hàng không. Ủy ban điều tra vụ tai nạn của Thụy Điển đã đề xuất giải pháp rằng Scandinavian Airlines nên đào tạo phi công để có thể sử dụng hệ thống tự động khôi phục động lực. Bên cạnh đó, cần cung cấp thang máy để nhân viên mặt đất có thể làm sạch băng tuyết trên cánh máy bay. Về phần hai phi công, sau khi phục hồi sức khỏe, cơ phó đã trở lại vị trí làm việc của mình. Còn cơ trưởng, ông đã có một quyết định rất quan trọng. Khi biết được báo cáo cuối cùng của cuộc điều tra, ông đã cảm thấy vui mừng vì vụ tai nạn không phải là do sai sót của mình.
Tuy nhiên, biến cố này đã khiến ông mất niềm tin vào sự an toàn của máy bay. Vì vậy, ông đã rời bỏ ngành hàng không, công việc trước đây ông yêu thích nhất. Stephen G. Rasmussen cũng cho biết, ông chưa bao giờ hối hận về quyết định đó. SK-751 đã trở thành chuyến bay cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Đó là một kết thúc đầy đáng tiếc, nhưng có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt nhất cho cơ trưởng lúc này. Các bạn nghĩ sao về sự cố này? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!